thấy không? Xe cho bạn nhìn thấy cái chung nó to lắm. Chung lúc trước nó chặt rồi bớt, mé rồi bớt các bạn. Rồi nếu không mà nó chưa nó chưa ấy to lắm các bạn, nó tàn là to lắm. Hồi mấy năm trước người ta ở đây người ta còn làm ruộng á các bạn. Thì mình thấy mình ít có sợ nha các bạn. Hôm nay á, nay người ta bỏ ruộng hết rồi các bạn. Ruộng người ta bỏ, ruộng mình trong đây cũng có. Mà ruộng đây ruộng người ta còn có chứ không phải ruộng mình không nghe các bạn. À, nó bỏ nó không phải làm. À, bỏ trong rồi đầm ruộng quánh vế lắm các bạn. Quánh vế. Mình đôi khi mình cũng không dám tới cây sung đây nữa các bạn. Các bạn biết mình sợ gì không? Cổ thụ này các bạn, hàng mấy trăm năm á, cái sung cổ thụ to lắm. Mình tiếng bò đây giống mình ít khi mà vô trong góc đây mình ngồi các bạn, sợ lắm. Các bạn biết mình sợ gì không? Sợ lắm, đâu có dám tới gần. Tới gần mình cũng không dám thôi chứ. Các bạn biết mình sợ, sợ ma các bạn. Hello, xin chào các bạn. À, lại là mình ở đây. À, xin chúc các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc, luôn luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc, an lành bên gia đình nha. Thì hiện bây giờ là mình ra chân bò nãy giờ các bạn. Thì mình cũng ra mình xem, mình quay bò mình ăn khá ra này nha các bạn. Đang máu máu rồi đây. Dù nãy giờ tao cũng thấy máu nữa nha. À, các bạn hôm nay làm gì? À, chắc là công việc hàng ngày hả các bạn? À, chúc các bạn làm một ngày đạt hiệu quả nha. Thì mình ngày nào cũng đi đi ra chân bò các bạn ơi. Rồi hôm nay làm video đồ ẩm thực nhiều quá các bạn, cũng hết tiền rồi các bạn ơi. Bây giờ mình ra mình cứ tham dự chi phí các bạn cái nuôi chân bò với chuyện xàm với các bạn sẽ vui chứ. Hết tiền rồi các bạn. Cạn túi rồi. Rồi hôm nay thì cũng không có nắng các bạn ơi. Sáng thì cũng có mưa lây bay. Bây giờ thì nó cũng mù đen hết các bạn ha. Cũng mù hết rồi, nó không có trong trời được. Hôm nay cả tưng rồi các bạn, cả tưng rồi. Chưa nắng được. Thì mình trên bò đây khi mà trời nắng lên các bạn. Nắng lên khô ráo đường á. Người ta chở mía đồ được á, là mình về mình chặt mía mình kiếm tiền các bạn. Hết tiền anh à. Mình có quay góc sung rồi các bạn, góc sung to nó cũng lâu đời rồi các bạn. Chắc là mình nghĩ chắc phải năm trên tới hàng trăm năm rồi các bạn ơi. Trên trăm năm á. Cái góc sung đó hồi lúc là ở mình đây thì người ta làm ruộng đông á các bạn. Tới mùa ruộng đồ hay là tới mùa chân bò đồ á. Ta hồi lúc đó thì ở mình đây người ta nuôi bò rất là đông luôn, nhưng mà bây giờ thì người ta đắp còn người ta nhiều, người ta cũng trồng keo bớt rồi các bạn. Còn có mình là trên à, có mình trên đây à. Đôi khi mình cũng sợ nha các bạn. Mình đó hết rồi. Giữa đồng giữa sáng luôn, mình cũng đắp ai đó. Đôi khi mình cũng cảm giác mình cũng sợ các bạn ơi. Ít khi mình dám tới những cái gốc cây to ngoài đó. Người ta hồi xưa người ta nói á, những gốc cây to mình tránh các bạn, mình không dám, mình nhát lắm các bạn, mình sợ hết. Nhất là mà trời mà khi mà đổ giông mưa rồi các bạn, các bạn cũng đừng có nên mà chạy vô những gốc cây to nữa mà đứng nha, rất không nên á, rất nguy hiểm luôn á, cũng không nên đứng những cái gốc cây to nữa mà đục mưa đâu. Chỉ theo mình ước mình nha, ước mình, giờ mình thay đồ mình bệnh mua thuốc uống nha, chứ đừng có nên mà đứng vô những góc cây to nữa mà chi mưa như các bạn, rất không nên, rất nguy hiểm luôn. Mình chân bò đây thì cây năm cây mình đang nói với bạn to, trời mưa mình đâu dám đâu mà đứng, bình thường mình không mưa không vậy mình không dám đó, mình ngồi thôi, tại vì ngồi những góc cây to thì mình có đông rồi. Hồi lúc trước mình làm ruộng đây là người ta dân, người ta ở đây người ta làm ruộng rất đông, nên người ta bó đâu, người ta không có làm ruộng nữa, giờ vén vé lắm các bạn. Lâu gặp mưa đi người ta thăm rẫy, còn bình thường chỉ có một mình ở đây.
cho nên mình cũng sợ lắm các bạn. Các bạn thấy vừa cái mình vừa này mà mình lên cái góc to đó mình ngồi mình ăn cơm là mình cũng giác thật. Chưa có năm nào mà như năm nay nha các bạn. Trời ổng mưa mà ổng lạnh suốt là có mà cũng không có được các bạn. Có ti nó phát triển không được. Bò thiếu có các bạn. Bò cũng đói. Năm nay bò mình nó ốm. Bò mấy năm trước là nó đâu ốm như vậy. Bò nó ốm. Năm trước là nó mập ở chỗ thắng. Bò đây cũng ốm này các bạn. Thiếu có ăn các bạn ơi. Trên đây nén thì mình cũng lùa bò vừa chuồng vừa nhà các bạn, vừa mình chặt mía mình kiếm tiền, mình cũng làm ngọn gì cho bò ăn luôn, nói chung là công hai triệu vậy các bạn ơi. Thì cuộc sống của nhà nông là nói chung là vất vả vậy các bạn, làm ai muốn gì làm đấy, làm tầm lâm chuyện hết á. Mua đồ ăn, mua gạo rồi các bạn. Lúc trước đây nào các bạn mình cũng làm ruộng nè, làm ruộng á. Mà bây giờ bó hết rồi các bạn, người ta bó rồi. Giờ mình làm ruộng cũng được, làm mình làm là một mình đó. Thì chuột các bạn, không có cách đó nha các bạn. Đang nhát luôn, mình giữ cách mấy cũng không làm. Mình làm cũng mấy năm rồi nhưng mà không có cách đâu. Mình bó luôn, bó cái bó luôn. Khi mình cũng ít cái khi mà dám đi vô trong những cái trống như này, nhất là những cái gốc cây to cây bự rồi mình sợ. Mình đi vậy mình quen rồi, sợ mà động quan quen nha các bạn. Nếu bạn nào mà chưa có quen cái cảnh như vậy, mình nghĩ chắc không dám đâu, không dám mà chen bò như mình gì đâu, sợ lắm. Khi mình nghĩ ước gì có một người con gái các bạn, con gái nào chồng bò với mình cho vui, mình sợ quá các bạn, mình sợ mà cũng buồn nữa các bạn, buồn nữa. Ước gì có người con gái các bạn chẳng vui, các bạn ngày nào đi ra chồng bò hết rồi chưa. Dù một khi các mình ra cũng quay video chăn bò không, mà nhiều khi bạn nói cứ quay video chăn bò biết còn có ai coi nữa. Giờ mình cũng biết làm gì đâu, quay tâm sự chia sẻ bạn như vậy thôi, cuộc sống hàng ngày vậy thôi. Bây giờ trước còn tiền này cũng còn làm ẩm thực đồ, mua cá rồi mua cơm, mua đồ nướng tầm má đầu heo rồi gì tùm lum các bạn, nghe hết tiền rồi. Lại đi chặt mía một bữa kiếm tiền các bạn. Tiền rồi làm ẩm thực tiếp. Các bạn xem video mình ủng hộ cho mình nha. Mình chân đi một xíu có chiều rồi mình cũng lùi về. Giờ gần trưa các bạn ơi. Trưa. Chẳng còn cỡ 3 giờ, 4 giờ mình lùi bờ về nhà. Thì nén mình lùi về mình chặt mía cho sợ mưa đây. Cũng chưa chặt được các bạn. Mưa đường còn ướt còn trơn á. Người ta chưa chở mía được. Vậy các bạn. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui, thật nhiều hạnh phúc và luôn luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc an lành bên gia đình nha. Bây giờ mình xin kết thúc video đây các bạn. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn video kế tiếp của mình nha. Các bạn thương mến mình chăm một cái đăng ký kênh và một like nha các bạn. Cảm ơn các bạn cho mình có động lực làm những video có chất lượng hơn nha các bạn. Bye bye.